Tại cuộc hội thảo diễn ra ngày 2 tháng 10 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Boss Group cho ra mắt bộ mỹ phẩm Dr. Lady được chuyển giao công nghệ và công thức đến từ đất nước Hàn Quốc dưới sự điều hành của hai nhà đồng sáng lập Vũ Đức Trọng, Phạm Thế Linh cùng sự góp mặt của chuyên gia và các đại lý phân phối trên toàn quốc. Bộ mỹ phẩm Dr. Lady với chiết xuất từ thiên nhiên mang đến công dụng vượt trội trong việc làm đẹp, nuôi dưỡng da, tăng khả năng bảo vệ, phục hồi và loại bỏ các chất độc hại, mang lại cho làn da vẻ đẹp căng bóng và mịn màng. Thì trên thị trường bây giờ thì có rất nhiều cái sản phẩm, nhưng tôi cũng rất tâm đắc với sản phẩm của Dr. Lady trong sử dụng corticoid. Tôi thấy cái Dr. Lady thì có mấy cái sản phẩm như thế này. Thứ nhất là cái sản phẩm thải độc. Đấy, thải độc. Thì các bạn biết là trong cái sản phẩm thải độc thì cái nào cũng thế thôi. Các bạn khi đã dừng rồi thì nó còn một số cái sản phẩm tồn lưu trên da. Thì các bạn phải dùng cái sản phẩm thải độc. Mà thường trong cái sản phẩm thải độc hầu hết có chất giữ ẩm và làm sạch sâu cho da. Và đồng thời trong những cái sản phẩm đó có những cái hoạt chất nó tác dụng rất tốt cho da. Tức là vừa làm sạch, vừa dưỡng da, vừa nuôi dưỡng da, vừa phục hồi da. Tôi thường nói là 3 trong 1. Đấy mà tôi thấy sản phẩm của các bạn thấy nói tại chỗ cũng rất tốt. Đồng thời cái sản phẩm toàn thân tôi thấy rất tâm đắc với các bạn là gì? Có cái mấy sản phẩm là cái Dr. Lady Boss. Lady Boss thì các bạn thấy, bởi vì sao chúng tôi khi chọn những cái thuốc để nuôi dưỡng da và cải thiện da thì chúng tôi phải chọn sản phẩm nào có 3 trong 1 thì càng tốt, không thì 2 trong 1. Tuy chỉ là một thương hiệu còn khá mới mẻ trên thị trường làm đẹp, mỹ phẩm Dr. Lady đã phần nào tạo được tiếng vang trong giới yêu thích làm đẹp bởi giá trị chất lượng mà sản phẩm mang lại. Thương hiệu được nghiên cứu và phát triển dựa trên nguyên tắc không vì lợi nhuận cá nhân, đặt lợi ích của khách hàng làm trọng tâm phấn đấu. Đến nay, thành công mà thương hiệu mỹ phẩm Dr. Lady này đạt được chính là chứng nhận đầy uy tín và danh giá, là thành quả cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Boss Group. Trên đà phát triển ấy, CEO Phạm Thế Linh cũng đã tham gia lễ ký kết chứng nhận hợp tác chuyển giao công nghệ cải tiến và phát triển các sản phẩm làm đẹp, đánh dấu một bước ngoặt mới cho bước phát triển của một thương hiệu mỹ phẩm. Thì trong chương trình hội nghị làm đẹp Dr. Lady 2022 này, chúng tôi hứa hẹn mang đến những kiến thức giá trị nhất trong kiến thức chuyên môn về làm đẹp với những chuyên gia hàng đầu Việt Nam, và đang xem vào đấy là những kiến thức bán hàng đem lại cho những đại lý của Dr. Lady có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm có thể bán hàng giúp đỡ nhiều khách hàng ngoài kia. Và tôi xin hứa những sau chương trình này sẽ còn rất nhiều chương trình khác sẽ tổ chức để giúp đỡ mọi người vừa kinh doanh vừa bán hàng vừa kiếm tiền từ cái việc kinh doanh mỹ phẩm và ngành làm đẹp. Dr. Lady là một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Boss Group. Thương hiệu này có từ năm 2020, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và tin dùng. Với những cam kết về chất lượng, thương hiệu Dr. Lady hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho thị trường mỹ phẩm trong nước cũng như quốc tế.